Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ luyện tập giải một số bài trắc nghiệm liên quan đến dạng bài tập xác định số oxy hóa trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. Bài tập đầu tiên, như trên màn hình, số oxy hóa của nitrogen N trong hợp chất HNO3 là đáp án A cộng 3, đáp án B cộng 2, đáp án C cộng 5, đáp án D 5. Để giải bài này thì chúng ta xem lại phần lý thuyết phương pháp hướng dẫn phương pháp giải bài tập dạng xác định số oxy hóa ở các video trước. Ở đây chúng ta tiến hành và áp dụng các phương pháp đó để chúng ta giải thôi. Đầu tiên chúng ta giải chậm cho các bạn dễ hiểu ha. Như vậy đề bài yêu cầu số oxy hóa của nitrogen thì chúng ta gọi X là số oxy hóa của nitrogen. Thì trong HNO3 chúng ta đã biết là gì? H có số oxy hóa là cộng 1. O có số oxy hóa là trừ 2. N chưa biết là X. Thì ta có phương trình là gì? 1 nguyên tử H nhân số oxy hóa cộng 1 cộng 1 nguyên tử N nhân số oxy hóa là X cộng 3 nguyên tử O nhân số oxy hóa trừ 2 bằng 0. Áp dụng quy tắc là gì? Tổng số số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Do đó chúng ta tìm được là gì? X bằng cộng 5. Vậy là gì? Đáp án C ha? Cộng 5. Đáp án C. Đấy. Nhớ là ở đây có hai đáp án dễ nhầm lẫn là C và D. C là cộng 5, D là 5. Chú ý là kết quả số oxy hóa phải là một con số đại số có dấu. À, có dấu ví dụ cộng trừ. Riêng số 0 thì không cần ghi dấu. Mà đối với cái số khác thì số nguyên khác phải có dấu cộng hoặc dấu trừ ở trước. Ở đây là cộng 5, chứ không phải là 5. Ghi 5 là sai nha. Đấy. Đó là đáp án C, cộng 5. Dễ không? Rồi, khi nắm vững phương pháp rồi chúng ta giải dễ ờm ha. Bây giờ chúng ta giải nhanh ha. Bây giờ chậm để dễ hiểu, bây giờ chúng ta giải nhanh nè. Giải nhanh. HNO3. Thì đây là phân tử áp dụng quy tắc tổng số số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử mà không. Ha. Đã biết H đây là cộng 1. O đây là trừ 2. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6. Trừ 6 cộng 1 là trừ 5. Trừ 5 để cho tổng bằng 0 thì ở đây có là cộng 5. Như vậy là đáp án C. Đấy. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài tập thứ 2. Trong ion SO42 trừ, số oxy hóa của nguyên tử sulfur S là đáp án A cộng 4, đáp án B 6, đáp án C cộng 6, đáp án D trừ 2. Thì cũng tương tự, chúng ta gọi X là số oxy hóa của sulfur. Gọi X là số oxy hóa của sulfur. Trong SO42 trừ, đây là một ion đa nguyên tử. Chúng ta áp dụng quy tắc là gì? Tổng số số oxy hóa của các nguyên tử trong ion bằng điện tích ion. Điện tích ion ở đây chính là
trừ 2 đây. Thì chúng ta đã biết O có số sau đó là trừ 2. S đây là chưa biết. Còn tìm chúng ta gọi là X. Thế thì chúng ta có phương trình là gì? Một nguyên tử S nè. Nhân số sau đó nó là X. Cộng 4 nguyên tử O. Nhân số sau đó nó là trừ 2. Bằng điện tích ion ở đây là trừ 2. Như vậy chúng ta tìm được X bằng cộng 6. Vậy đáp án đúng là C. Ở đây cũng bài tập cũng có hai cái đáp án mà dễ gây nhầm lẫn là B và C. B là 6, C là cộng 6. Vậy số siêu hóa phải là có dấu trước nha. Cộng 6 là đúng, còn B 6 là sai. Đáp án B là sai nha, C mới đúng. Khi làm quen rồi thì chúng ta có thể giải nhanh là gì? SO42 trừ. Đây ion đa nguyên tử. Áp dụng quy tắc tổng số số siêu hóa của các nguyên tử trong ion bằng điện tích ion. Đã biết ở đây O là trừ 2. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Để tổng bằng trừ 2 thì đây phải là S đây phải là cộng 6 và là đáp án C. Đấy là bài tập thứ 2. Dễ ha. Rồi, tiếp tục chuyển sang bài tập thứ 3. Cho các chất sau Cl2, HCl, HClO. Số oxy hóa của nguyên tử chlorine Cl trong thứ tự theo thứ tự trên sẽ là A 0 1 1. Đáp án B 0 trừ 1 cộng 1. Đáp án C 0 cộng 1 trừ 1. Đáp án D 0 trừ 1 1. Rồi, đáp án nào đúng? Thì cũng tương tự chúng ta giải tập này. Gọi X là số oxy hóa của chlorine Cl trong Cl2. Đây là gì? Đơn chất. Nên áp dụng quy tắc đầu tiên, số oxy hóa trong đơn chất bằng 0. X bằng 0. Tức là Cl2. Ở đây là 0. Rồi. Xem thử trong HCl. Đây là một hợp chất phân tử. Áp dụng quy tắc tổng số số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Đã biết khác ở đây là có số đó là cộng 1. Cl chưa biết, cần tìm thì chúng ta gọi là X. Thế thì chúng ta có phương trình là gì? 1 nhân số siêu hóa của H là cộng 1 cộng một nguyên tử Cl, số siêu hóa của nó X bằng 0. Như vậy ta tìm X bằng trừ 1. Vậy trong HCl thì Cl là số siêu hóa là trừ 1. Tiếp theo trong HClO, đây cũng là hợp chất phân tử. Chúng ta áp dụng quy tắc tổng số số siêu hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Ở đây đã biết số siêu hóa của H là cộng 1, của O là trừ 2. Cl chưa biết, chúng ta gọi là X. Thế thì chúng ta được biểu diễn được phương trình là gì? Một nguyên tử H nhân số siêu hóa cộng 1 cộng một nguyên tử Cl nhân số siêu hóa của nó là X cộng một nguyên tử O nhân số siêu hóa nó là trừ 2 bằng 0. Thì chúng ta tìm được X bằng cộng 1. Như vậy trong HClO thì số siêu hóa của Cl ở đây là cộng 1. Như vậy theo thứ tự thì số siêu hóa của Cl ở đây là gì? 0 trừ 1 cộng 1. Đấy, đáp án đúng là đáp án 0 trừ 1 cộng 1. Đáp án B. Đấy. 0 trừ 1 cộng 1. Nó đáp án D nó cũng tương tự nè. 0 trừ 1 1. Nhưng mà cái 1 này là không đúng nha. Phải là cộng 1. Số siêu hóa là phải có dấu. Trừ cái số 0 này mới không ghi dấu thôi. Ha. Đấy. Khi làm rành rồi thì chúng ta làm nhanh ha. Tính nhẩm nhanh. Nhẩm nhanh được.
Khi làm rành rồi thì chúng ta tính nhẩm nhanh như sau này. Ví dụ như CL2 đơn chất thì số sẽ hóa là phòng liền, đúng không? HCl H đã biết là cộng 1. Để tổng bằng 0 thì cái Cl ở đây phải là trừ 1. Rồi, đối với HClO thì đây là hợp chất phân tử nên tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. H ở đây đã biết cộng 1, O đây trừ 2. Để tổng bằng 0 thì cái Cl này phải là cộng 1. 0 trừ 1 cộng 1 là đáp án B. Yeah. Rồi. Chúng ta chuyển qua bài tập tiếp theo. Chromium Cr có số oxy hóa cộng 6 trong hợp chất nào sau đây? A. CrOH 3 lần. B. Cr2O3. C. CrCl3. D. K2Cr2O7. Thì muốn biết được thì chúng ta cũng tiến hành giải. Đầu tiên chúng ta giải chậm ha. Chúng ta gọi X là số oxy hóa của chromium Cr. Trong CrOH 3 lần, đây là hợp chất phân tử. Chúng ta áp dụng quy tắc là gì? Tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Đã biết O đây là trừ 2, H đây là cộng 1. Cr chưa biết, gọi là X. Thế thì chúng ta có phương trình là gì? Một nguyên tử Cr nè, số oxy hóa của nó là X nè, cộng O đây là một nguyên tử oxy ha. Ở ngoài nữa, 3, tức là 3 oxy. 3, số oxy hóa của nó trừ 2, cộng cho 3. Tôi nói H là cộng 1 bằng 0. Như vậy, chúng ta tìm được X bằng cộng 3. Đúng không? Vậy CrOH 3 lần. Thì Cr đây là cộng 3. Tiếp theo, trong Cr2O3. Đây là phân tử, chúng ta áp dụng quy tắc tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Đã biết O đây là trừ 2, Cr chưa biết, gọi là X. Thì chúng ta có phương trình là gì? Hai nguyên tử Cr, số oxy hóa của nó là X, cộng 3 nguyên tử O, số oxy hóa nó là trừ 2, bằng 0. Thì chúng ta tìm được X bằng cộng 3. Vậy trong Cr2O3, số oxy hóa Cr ở đây là cộng 3. Rồi, tiếp theo, một hợp chất nữa là CrCl3. Thì cũng áp dụng quy tắc là gì? Tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Cl ở đây là trừ 1. Ion Cl trừ đấy. Có điện tích ion là trừ 1. Số oxy hóa là trừ 1. Ở đây X là chưa biết của Cr. Chúng ta có phương trình là gì? Một nguyên tử Cr. Số oxy hóa của nó là X. Cộng 3 nguyên tử Cl. Số oxy hóa của nó là trừ 1. Thì bằng 0. Do đó chúng ta X cũng bằng cộng 3. Như vậy trong CrCl3 thì Cr ở đây là cộng 3. Chưa thấy cộng 6 ở đâu hết ha. Rồi, tiếp theo. Cái gì? K2. Cr2O7. Thế thì cũng áp dụng quy tắc tổng số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Đã biết ở đây là gì? K là số oxy hóa cộng 1, kim loại phân nhóm chính nhóm 1. O đây là số oxy hóa trừ 2. Cr chưa biết, chúng ta gọi là X. Thế thì chúng ta có phương trình biểu diễn là gì? Hai nguyên tử K, số oxy hóa cộng 1, cộng 2 nguyên tử Cr,
nhân số xóa của nó là x cộng 7 nguyên tử ô nhân số xóa của nó là trừ 2 bằng 0. Như vậy chúng ta tìm được x bằng cộng 6. Như vậy trong K2CR2O7 thì CR đây có số xóa là dương 6. Đáp án đúng là D, dương 6. Được chưa? Rồi, đấy là giải chậm nha, giải chậm để chúng ta hiểu. Bây giờ giải nhanh ha. Bây giờ giải nhanh nha. Giải nhanh thử. Giải nhanh thì sao? À, CRCl3, CROH3 lần ha. CROH3 lần. Nó giải nhanh ha. Thế thì cái nhóm OH này là gì? OH trừ. OH trừ tức là điện tích là trừ 1. Cả cái nhóm này nè là trừ 1. Ha. OH trừ, trừ 1. Trừ 1 nhân cho. Nhân 3 là trừ 3. Để tổng bằng 0 thì CR đây sẽ là cộng 3. À. Rồi, CR2O3. CR2O3. O đã biết là trừ 2. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6. Để tổng bằng 0 thì CR2 phải bằng cộng 6. Cộng 6 thì CR bằng cộng 3. Đấy. Tiếp theo CR. CR, CL3. Thì CL, góc CL trừ có điện tích trừ 1. Ha. Trừ 1 nhân 3 là trừ 3. Để tổng bằng 0 thì cái CR đây là cộng 3. Còn trong K2CR2O7 thì sao? K2CR2O7 thì đã biết K là cộng 1, O là trừ 2. Trừ 2 nhân 7 là trừ 14. Trừ 14 cộng 1 nhân 2 là trừ 12. Để tổng bằng 0 thì cái CR2 này phải là cộng 12. Mà CR2 cộng 12 thì CR là cộng 6. Để đưa đáp án. Đây. Khi làm rành rồi thì chúng ta nhìn vào cái công thức của một chất là chúng ta biết được cái số xóa cần tìm liền. Ha. Đấy. Tiếp theo, chuyển sang bài tập. Số oxy hóa của nguyên tử manganese trong là cộng 4 trong chất nào sau đây? A. MnCl2. B. KMnO4. C. MnO2. D. Mn. Rồi, cũng tương tự như vậy chúng ta giải chậm chậm chúng ta cho hiểu bài trước ha. Gọi X là số oxy hóa của manganese Mn. Thì trong MnCl2 thì chúng ta có là gì? Cl đây là trừ 1. Thì góc Cl trừ ion đơn nguyên tử nên điện số xóa bằng điện tích ion. Mn chưa biết, chúng ta gọi là x. Thì có phương trình là gì? Một nguyên tử Mn số xóa của nó là x cộng hai nguyên tử Cl số xóa của nó là trừ 1 bằng 0. Chúng ta biết được x bằng cộng 2. Như vậy trong MnCl2 thì Mn ở đây là cộng 2. Rồi xét trong KMnO4, đây là phân tử. Áp dụng quy tắc tổng số số xóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Đã biết K đây có số xóa là cộng 1, kim loại phân nhóm 9.1. O đây là trừ 2. Mn chưa biết, gọi là x. Thì phương trình là gì? Một nguyên tử K nhân số xóa của nó là cộng 1. Một nguyên tử Mn nhân số xóa của nó là x cộng 4 nguyên tử O nhân số xóa của nó là trừ 2 bằng 0. Như vậy chúng ta tìm được x bằng cộng 7. Vậy trong K MnO4 thì cái Mn đây là cộng 7. Chưa thấy cộng 4 đâu ha. Tiếp theo xét trong MnO2. MnO2 thì đây cũng là hợp chất phân tử. Chúng ta biết được O đây có số xóa trừ 2. Mn chưa biết là X. Thế thì biểu diễn được phương trình là gì? Tổng số số xóa của các nguyên tử trong phân tử
bằng 0. Một nguyên tử MN nhân số 6 của nó là X, cộng 2 nguyên tử O nhân số 6 của nó là trừ 2 bằng 0. Như vậy, chúng ta tìm được X bằng cộng 4. Cái hợp chất là gì? MN O2. Thì số oxy hóa của MN ở đây là cộng 4. Đấy, cộng 4 thì là đề bài nha. Hỏi cộng 4 thì chúng ta có được đáp án đúng lại hơn đúng. C. Còn đối với D thì sao? Giải luôn. D thì M đây, N đây là đơn chất. Dễ. Số oxy hóa bằng 0. Áp dụng quy tắc thứ nhất. Số oxy hóa bằng 0. Để đáp án bài này là C. Dễ không? Quá dễ đúng không? Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cách thứ hai đi ha. Nhanh nhanh xíu, tính nhẩm. Nhẩm nhanh, tính nhẩm nhanh. Ha. Nhìn vô công thức của chất chúng ta biết được số oxy hóa của MN liền ha. Đây, ví dụ MnCl2. MnCl2 ha. Thì Cl là gốc, Cl trừ, nó số oxy hóa trừ 1. Điện tích của nó là trừ 1, nên số oxy hóa của nó là trừ 1. Trừ 1 nhân 2 là gì? Là trừ 2. Để tổng bằng 0 thì cái này phải là cộng 2. Ha. KmNO4. KmNO4. K đã biết là cộng 1. Kim loại phân chính với 1. O trừ 2. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Cộng 1 là trừ 7. Để tổng bằng 0 thì cái này phải là cộng 7. Trong mình NO2. Đây cũng là phân tử. Áp dụng quy tắc tổng số số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Đã biết O đây là trừ 2. Trừ 2 nhân 2 là trừ 4. Để tổng bằng 0 thì đây phải là cộng 4. Đáp án. Còn MN là đơn chất rồi. Bằng 0. MN đơn chất bằng. Số oxy hóa là bằng. Bằng 0. Đấy. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời nhấn nút theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.